Trước mắt quý anh chị đó là đang là hai cái con đường Hoàng Sa và Trường Sa nằm dọc hai bên cái bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đó quý anh chị. Thì cách đây hơn 12 năm về trước đó thì nơi đây nó từng có một cái dự án vệ sinh môi trường với quy mô đầu tư rất lớn gần 9.000 tỷ đồng. Thì cái đoạn đường này nó dài tầm khoảng là 10 cây số. Thì nó đi qua tất cả các quận lớn như quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình luôn. Thì nhìn từ trên xuống đó thì quý anh chị thấy là hiện tại thì cái dòng nước này nó đã rất là trong xanh và cảnh sắc hai bên đường được trang trí bởi rất nhiều hàng cây tươi mát. Thì trong cái dự án cải tạo năm đó thì nó có đến là 16 cây cầu dọc theo tuyến kênh đã được xây dựng và sửa chữa mới. Thì ngày nay rất nhiều người dân thường xuyên đến cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè này đó quý anh chị, để mà ta có thể tránh được cái sự ồn ào của thành phố nè, mình tận hưởng được cái không gian xanh mát và thoáng đãng mà ít có nơi nào ở trong nội thành thành phố mà có được cái không gian này. Thì đoạn đường Trường Sa Hoàng Sa là một nơi lý tưởng để các cô chú có thể là có những cái buổi đi dạo nè, mình có những cái buổi đi tập thể dục và thư giãn. Thì dọc 9 km tuyến kênh này đó thì đã lắp rất là nhiều cái máy tập thể dục và điều này đó là tạo điều kiện cho cái người dân mình thực hiện các cái hoạt động mà vận động hàng ngày để chúng ta được khỏe hơn. Nước ở đây không chỉ sạch mà còn nó không có sóng. Thì thường ngày đó thì Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có tổ chức những cái đội ngũ công nhân môi trường lên thuyền để mà vớt rác lục bình để mà đảm bảo là được rằng cái dòng kênh này của mình luôn được sạch sẽ. Tuyến đường Hoàng Sa Trường Sa này cũng đang được dần các thương hiệu cà phê lớn quan tâm để mở cửa hàng nhận diện thương hiệu ở nơi đây. Đơn cử như có cà phê Phúc Long ở số 1A Nguyễn Văn Thủ, quận 1 góc 2 mặt tiền với đường Trường Sa view kênh Nhiêu Lộc. Tiếp theo đó là lâu nhất đó là quán cà phê Cộng Cà Phê ở số 336 Trường Sa, quận Phú Nhuận. Kính thưa quý cô chú, quý anh chị, hiện tại thì quý vị trước mặt quý vị đang là một cái tài sản gốc 3 mặt tiền lớn ở đường Trường Sa, Hoàng Sa. Gốc 3 mặt tiền này có đang cho cà phê Highland thuê. Cái mặt tiền là bề ngang dài là 29m ngang, chiều sâu là 10m và đang được cà phê Highland thuê với giá là 160 triệu đồng một tháng. Thì tòa nhà này hiện đang kêu bán với giá là 65 tỷ. Thì hiện tại trên các tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa thì có thể nói rằng là các vị trí mà cho các thương hiệu cà phê lớn như là cà Phúc Long, cà phê Highland, Catinat thì đang tìm các vị trí đẹp để mà làm cà phê. Thì những cái góc mặt tiền Hoàng Sa Trường Sa mà có thể cho được những cái thương hiệu cà phê lớn như Highland hay Phúc Long thay được thì rất là hiếm. Và cái vị trí sau lưng của Thái đây đang là đã được định vị nhờ là Highland Coffee, thì có thể nói rằng là cái bất động sản này là có thể là cái khả năng mà cho thuê là cho thương hiệu thuê có thể nói là mãi mãi vĩnh viễn. Thì nếu như mà sau này đó mà cà phê Phúc Long, cà phê Highland mà có nhả ra thì chắc chắn là các thương hiệu lớn như là Phúc Long hay là Catinat hoặc là có thể là Basco thì Hoàng Thái có tự tin rằng là có thể tìm được một đơn vị mới thuê ngay tức khắc. Quý vị hãy cùng Thái và kênh Sai Tòa cùng đi dạo một vòng cái bất động sản này nhé. Bây giờ mọi người hãy cùng Thái cùng đi xem cái bất động sản này nhé. Bây giờ Thái sẽ qua đường. Thì đầu tiên thì cái tuyến đường Trường Sa này á là một tuyến đường gọi là cũng là cũng ít xe cộ. Ở sau lưng cái cà phê Highland này thì xa xa là có một cái trung cư
rất là lớn. Công ty này thời gian xây chắc cũng có thể là đã là 12-15 năm nhìn đó. Thì dọc theo cái dọc đường Hoàng Sa và Trường Sa đó là hai cái tuyến đường mà là dọc theo hai cái bờ sông của cái con kênh ở đây. Và nước kênh ở đây thì cũng khá là trong xanh và có rất là nhiều cá. Nhưng mà cá ở đây mình không được phép câu hay đánh bắt nha các bạn, tại vì sẽ bị đô thị phạt. Nhưng mà mình nếu mà sở hữu một cái tài sản ở đây thì chiều chiều mình ở đây dạo mát tập thể dục thì nhìn xuống ao hồ xanh tươi mát như vậy thì rất trong người cảm thấy rất là thoải mái. Vào cái thời điểm năm 2012-2010 thì mình có một người cậu rất là đam mê môn thể thao câu cá và mình thường thấy cậu mang về rất là nhiều loại cá lớn cá bé ở đây và mình thấy rằng là cái môi trường nước ở đây rất là tốt. Đây là cái không gian xung quanh của cái quán cà phê. Bây giờ Thái sẽ ra đi và cùng chiêm ngưỡng cái bất động sản tuyệt đẹp này. Đây, trước mặt quý vị đây là cái góc hai mặt tiền mặt trước đây. Và góc bất động sản này đang là góc này chuyên về cái mặt bằng thì người ta gọi góc này là góc xa. Và đi từ xa khoảng 300m là đã thấy được quán cà phê rồi. Đây là cái quầy bar của quán. Chiều ngang là 29m. Rồi từ quầy bar cho đến cái cạnh bên hông phải của quán cũng rất là thông thoáng. Không gian rất là thoải mái. Hay lên thiết kế của cà phê hay lên phải nói rằng là rất là đẹp và hợp lý. Đây là cái ban công mà bên trong từ cái mặt tiền chính mình nhìn ra đây. Thì đây là đang đứng từ tầng 1 nhìn ra. Rất là rộng. Hướng nào của tòa nhà cũng đều có ban công hết. Và đứng ở đây buổi tối thì cái cảm giác mà mình ngồi ở đây cà phê thì nó rất là feel, rất là chill. Rồi. Ở đây thì có một cái khoảng không, phải nói là cái giếng trời. Mình xuống cái không gian nữa là không gian nhỏ. Đây thì khách hàng rất là thích không gian ở đây và không những là các bạn trẻ mà nhiều cô chú cũng thích đến đây để mà cà phê, bàn việc và check in. Đây quý vị thấy là đây là cái góc mũi cầu của cái tòa nhà này. Đây vị trí này phải nói là cái điểm này phải nói là đẹp nhất của tòa nhà. Khi mà nhìn xuống đường.
là có rồi thôi. Vậy ở đây là bây giờ mọi người sẽ cùng xem thử cái độ thân thường mình xuống sẽ như thế nào nhé. Đây phong gia bên trong của nhà toilet. Thì mình quay sơ sơ thôi. Mình nhìn lại cái tầng 1 của quán nhé. Bây giờ mời mọi người xem ở xung quanh của cái tòa nhà này và những ngôi nhà lân cận, những cái tài sản lân cận, cái không gian sống nó như thế nào. Thì ở đây thấy là cũng có nhiều văn phòng công ty nè, phòng đào tạo nè. Nhà ở đây thì đa số là
lớn, đường rộng, gốc ba tiền rồi mà mặt tiền hỏng cũng rộng, hai ô tô đi có thể là tránh nhau được. Và Thái đã khảo sát được rằng là cái con hẻm này là thông ra đường Lê Văn Sĩ luôn đấy quý anh chị. Một cái như ở đây mình thấy là có một cái tòa nhà, đây đây là một hai ba bốn năm sáu, xây được 6 tầng. Thì nếu mà mặt tiền phía sau mà xây được 6 tầng tiền mặt trước thì cũng khả năng là xây được là 6 tầng lầu, tức là cái hệ số xây dựng của cái nhà chính 64 Trường Sa. Thì cái vấn đề khi mà mình mở quán cà phê á, quyết định đến cái chuyện thành bại của một cái quán đó là cái chỗ đậu xe. Thì mình thấy là cái thiết kế của căn nhà này á, là cái vị trí đỗ xe rất là linh hoạt, có thể là đậu ở trước một tiền đường nè, đậu bên hông nhà nè, mặc dù là đậu xe nhiều nhưng mà nhìn cái mặt tiền nó vẫn rất là thông thoáng, không gian rất là mở. Đây, đây là cái góc mặt tiền thứ ba đây, cái góc hẻm thứ ba. Hẻm hông bên này thì nhỏ hơn, có khả năng đường này là đường 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 cục. Chị ơi, cho em hỏi thăm là đường này là đường cục đúng không chị? À, đường thông luôn, mà đường ở thông kia là cũng thông luôn hả chị? Đúng rồi, Đường bên kia thông xe hơi đi được, cái này thông xe hơi không đi được, à, đi dạ xe rồi, Honda, đi xe Honda. dạ bên này là mình thông ra Liên sĩ luôn, Lê Văn Sĩ luôn. tất cả đều là Liên sĩ luôn. Dạ, anh cảm ơn chị. Anh khảo sát cái Nhà biển và cái nhà bên đây. chị Dạ, cảm ơn chị. Em luôn. Dạ. Thái xin nhắc lại rằng là cái góc ba mặt tiền 964 Trường Sa, phường 13 quận 3 này đó, thì cái tổng diện tích của nó là 183,71 m², tức là chi tiết là chiều ngang là 29 m, sâu vào là 10 m. Giá bán hiện tại đã tăng lên từ 64 tỷ lên 74 tỷ. Và kết cấu của nhà này là nhà một trệt hai lầu một sân thượng như Thái vừa cho quý vị vừa xem. Thì đang có một hợp đồng thương mại đối với đối tác là Hãng Coffee, giá hợp đồng cho thuê hiện đang là 160 triệu đồng một tháng. Thì ký trong thời gian 6 năm thì Thái tính ra tỷ suất lợi nhuận một năm tầm khoảng 2,95%. Thì đặc điểm tốt của căn nhà này đó là nó là một cái căn gốc ba mặt tiền ở đường Trường Sa, có dòng tiền tốt, view kênh mát mẻ. Thì mua nhà ở đây thì mình vừa có dòng tiền cho thuê tốt, mà nếu mình không cho thuê thì mình ở đây hay mình sinh hoạt ở đây thì cái công gia sống nó cũng là lý tưởng. Thì ưu điểm thì trên thị trường thì cái mặt tiền mình bề ngang 29 m, kệ bán đang rất là hiếm. Thế đất là thế đất góc ba mặt tiền và lại là giáp hai cái hẻm xe hơi, và hai hẻm xe hơi này đều lại là rong thông lên đường Lê Văn Sĩ. Tài sản này không những gây cho chúng ta cái cảm xúc tốt, là vì nó tạo cho ta có cảm giác yên bình, mà nó vừa nó có cái tính thương hiệu cao, là vì nó là cái gốc xa, mà là gốc xa ba mặt tiền, cho thuê lúc nào cũng được giá hết. Nếu cô chú quý anh chị nếu mà quan tâm đến tài sản này và muốn sở hữu nó thì hãy liên hệ cho Hoàng Thái theo số điện thoại đang hiện trên màn hình nhé. Cảm ơn quý cô chú, quý anh chị và các bạn đã theo dõi video, và cũng xin mọi người cho Thái xin một like và subscribe kênh của Thái nhé, để đón xem những cái video hữu ích về sau. Cảm ơn và chào tất cả.